Và ông bảo tao 80 tuổi nhưng mà nhìn như kia là hắn từ đợt lớn lên hắn nhìn thấy to như này. Và vị trí của cây xanh đây mà để mãi mãi nó là một tác phẩm tiêu biểu xuất sắc nhất nữa. Vì đây là cội nguồn của cây xanh. Tất cả những cái này mới hết. Thì từ ngoài kia vào xe cẩu và đường đằng trên bờ sự xâm dịch rất nhỏ. Không chỉ ngoài cái việc mà mình sẽ đưa anh em đến với câu chuyện là hai tác phẩm đó được sinh ra từ cái nơi nào, từ cái vị trí nào, con người, những cái người đã ngày xưa 13, 14 năm, 16 năm về trước họ đã thực hiện những cái hành động gì và những cái câu chuyện ngày đó nó ra sao. Và cái hành trình đầy ý nghĩa này của những người chủ nhân, họ có những cái tư duy gì, những cái bài học gì mà chúng ta sẽ được lắng nghe qua những thước phim. Và những cái điều đó là gì thì xin mời anh em hãy theo chân mình đến với cái câu chuyện ngày hôm nay nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cũng xin giới thiệu với cha, đây là ông Huỳnh, ông Vinh là chủ tịch tập đoàn Triệu Điền. Và đây là anh em, tức là vừa là thợ kỹ thuật cũng như là chăm sóc cây. Rất là tôn trọng cái cây mà đã lấy của từ đường nhà thờ của mình. Và năm 2019 rất là vinh dự được đem đi dự festival, cũng là một trong những tác phẩm tiêu biểu và bây giờ đang được trưng bày tại triển lãm cây cảnh nghệ thuật Long Biên. Chương trình triển lãm đấy kéo dài hàng tháng, cũng có một dịp nào đấy cũng mời cha cũng như ban hành giáo của chúng mình thì lên trên đấy để tập đoàn cũng như anh em được đón tiếp và ngắm lại cái tác phẩm ngày xưa đã ở đây. Và tiếp theo thì con xin phép là với cha là với cả ban hành giáo là tập đoàn cũng có một chút quà và một chút lễ phẩm thì chủ tịch tập đoàn sẽ dâng lên thì để cha với ban hành giáo dâng lên bề trên về cái cảm ơn và câu chuyện. Vâng, thưa cha, là con là Huỳnh Văn Vinh, chủ tịch tập đoàn Triệu Điền, thì cũng có nhân duyên thì năm 2021 được anh Tám nhượng lại cho cái cây đấy. Và cũng nhờ anh Tuyển là người cùng anh Tám làm cái cây đấy từ lúc đầu cho đến bây giờ xuyên suốt thì nó cũng chưa phải là vào trực toàn bộ. Tiếng lãng vừa rồi do tập đoàn tổ chức thì có đưa cái củ cây đấy ra. Thế thì quá trình đấy thì anh em mới phân vân là ôi chết là 16 năm rồi mình không có không quay lại cái gốc cũ, không quay lại cái gốc của cái nơi mà đã sinh ra cái củ cây đấy. Thưa cha, là hôm nay rất là nhân duyên thì cũng mới là ngày hôm qua thôi. Thì khi phát tâm như vậy thì chúng ta là đi ngay. Thưa cha thì chúng con cũng gọi là người trần mắt thịt về thứ nhất là kính lễ cha, thứ hai là có một lãng hoa lãng quả mà kim ngân nhờ ra kính dâng lên bề trên cho chúng con được sự cây đến thời điểm này. Và có gì sai sót thì mong các ngài lượng thứ, và cũng mong rằng một dịp gần nhất mời cha và các ban hành giáo, bác hành giáo và con ở đây đến Long Biên xem triển lãm cây và xem lại cái cây đấy một lần để hồi nhớ lại cái nơi đã xuất phát từ đây. Xin cảm ơn cha. Thế rồi ông Mai Văn Tám trực tiếp là mua về trực tiếp ở đây. Lúc bây giờ là 100 tiền là 135 triệu. Đúng không? Lúc là 2008 là tiền cũng lớn giá trị rồi đấy. Vâng ạ. Rồi sau đó thì ông Mai Văn Tám về tạo tác cho thành tác phẩm sở hữu 10 đến năm 2019 thì đem đi triển lãm festival Thanh Hóa. Năm 2021 thì sau 13 năm, 2 tháng chỉnh chu và tạo tác thì lại chuyển lại cho tập đoàn Triệu Điền. Tác phẩm Thiên Địa Nhân Tụ Hợp
Và nguồn gốc thì vẫn lấy lên là cây xanh ở nhà thờ. Nguồn gốc đây hôm nay về là nguồn cội nguồn đấy. Là nhà thờ Cách Tâm. Vâng, nhà thờ Cách Tâm mà trong cái. Ngày xưa thì là cây xanh hoang dã. Trong cái hành trình thưa cha là trong cái hành trình nguồn gốc xuất xứ cũng như về cội nguồn ngày hôm nay sẽ tí nữa xin số điện thoại và sẽ gửi lại cho cha một cái list từ đầu đến đuôi tất cả những cái vấn đề về cây xanh này, nguồn gốc xuất xứ từ đâu như thế nào, và hôm nay gặp cha với ban hành giáo là sẽ sâu chuỗi rất đầy đủ mọi chi tiết, kể cả diễn giải trên cây cũng xin phép cha là tương đối đầy đủ và chính xác để cho tất cả chúng ta là mãi mãi ở đây cũng có một cái tác phẩm mình, tức là ở đây là cái lôi cha đẻ để ra cái tác phẩm đấy. Mà bây giờ anh em là ở trên tập đoàn là quyết tâm để nuôi giữ mãi, cũng như là chính như tôi là một thành viên đã từng làm cái tác phẩm này, cũng theo đuổi cùng với anh em để tạo tác xây dựng những cái gì đến cuối cùng mà để mãi mãi nó là một tác phẩm tiêu biểu xuất sắc nhất nữa. Ngày xưa thì thế nào? Ngày xưa thì nó nhìn nó chỉ một khúc gỗ thôi, nó một ôm mà nó hình mình một con cá chấm, cứ hình tả thế là cho nó dễ hiểu là cái con cá chấm mà cắm đầu xuống mà nó lên làm sao thì nó vậy thôi, bởi vì nó có mỗi một thân thẳng đấy thôi. Hôm nay cái chương trình thứ ba, tức là về xin phép giáo xứ cũng như là cha để làm nốt về cái cội nguồn của cây, là hôm nay là sẽ xong tất cả về ba chương trình về cội nguồn, về diễn giải của cây cũng đã đầy đủ xong, chương trình nó cũng rất dài, cũng kéo dài rất nhiều ngày rồi mới làm xong được cái chương trình này chứ không phải là ngày hôm nay. Hôm nay là bước cuối cùng, tức là về với cội nguồn. Và cũng xin cảm ơn cha cũng như ban hành giáo đã tiếp đón cũng như là tạo điều kiện để cho anh em gặp cũng như trao đổi, cũng như có một phần tri ân đối với bề trên ở tại giáo xứ. Vâng. Dạ, cũng thưa cha là cũng nhờ xuất phát nguồn gốc ở đây thì qua cái sự tạo tác của người dân thì đến hôm nay thì đã về cơ bản đã hình thành một tác phẩm thiên định nhân phù hợp. Thì ngoài cái giá trị thì thứ nhất là tập đoàn công bá khẳng định là công bá, nhưng mà cái tính nhân văn để tạo hưởng tạo niềm vui và tạo các cái giá trị khác cho mai sau thì rất là lớn. Nhưng mà vì thế là chúng con cũng thành tâm về lại nguồn gốc và được cha tiếp đón, chúng tôi rất là cảm kích và chân thành cảm ơn cha, cảm ơn giáo sư, cảm ơn thầy giảng, cảm ơn người rất nhiều. Ngày xưa là cái tường nó nằm đây, à, xe cẩu đỗ ngoài này. Và vị trí của cây xanh đây. Khi đó ngày xưa cái tường ở ngoài đây đều là đường đất. Tất cả những cái này mới hết. Từ ngoài kia vào xe cẩu và đường đằng trên bờ sự sông kia còn rất nhỏ. Ông có một cái đoạn nó ngắn bằng này, nó bằng cái góc chân này để đưa ra vớt được cái bờ ao kìa. Về sau này không biết mấy năm sau nào. Đấy, còn vị trí đây. Vớt ra nó mau. Vị trí của cái cây nằm đúng chỗ này. Có ai để ý cái này không à? Vì cái xe cẩu của chú Công lúc giờ phải nói là kiên trì đấy. Hai cái ngọn đặt lên sau rồi mượn thêm hai hòn đá ở đây, hòn đá tảng lấy đối trọng. Lấy đối trọng xong nuôi ra tận đất đấy mới nhấc lên được. Vì đánh cái cây đi xong lại lún đất thì các cụ lại lát lại mà chỗ này nó đúng hiện lại đúng cái hình này. Cái này ngày xưa là cái vận thải nước này chứ đất anh. Không thải nước nó vỡ hết rồi. Đúng thôi. Cái lon bộ hay không thì không biết nhưng mà vỡ hết rồi nó. Nó rậm xong là có những cái con cáo ngày xưa nó cứ bỏ là mèo hóa cáo xong là nó chui vào trong cái hang đá xong là bắt đầu là nhiều người cứ đến bắt đầu gỡ ra để rỡ đá ra để bắt cáo ấy. Bắt cáo ấy xong rồi sau nó mới tụt hết ra cây nó mới ngã, nó mới ngả hơi nó ngả ra. Mà tất cả trước này ngày xưa là cái nhà thờ hay không biết nhưng mà rất là nhỏ. Thì các cụ ra là trồng toàn thuốc nam. Vì đây là chỉ biết là có cái bể lon bộ ngày xưa nó vỡ ra. Mà ông bà tao 80 tuổi nhưng mà nhìn như kia là hắn từ đợt lớn lên hắn nhìn thấy to như này. Kinh khủng như thế không? Cái nhà gác này, ngày xưa ở đây cái nhà gác 2 tầng. Đúng rồi. Cao này, xong là ra qua cái đây là cái đường đây này, dưới đây là người ta làm một cái núi đá đằng trước cái nhà gác đấy. Đấy. Vẫn xuống đây học ở đây mà trèo lên cái cây xanh ấy chơi suốt ấy mà. Ờ, sau khi bán đi là sửa là năm 2009 thì hoàn thành đấy. Thật sự ra với cha là mua lúc giờ ấy, cũng đến đây mua thì cha bảo bao nhiêu là mua bấy nhiêu. Không mà cả với mua chỗ này thì chả mà cả không dâng vật thì thôi. Thì cũng mua bấy nhiêu.
như trong cái lúc mà vận chuyển thì nó rất là tốn kém. Cái đường bây giờ nó kè... đường rất khó, cái đi cạnh đường dưới này, trước men đường này này à. Vòng vào đây chứ có phải đường to trên kia đâu. Đúng rồi, chưa có cái đường to. Đi vào thì lại đường bờ trên à. Mà lúc này còn nhỏ, tức là cái xe 3 tấn rưỡi vào đây, tức là phải đền. Tức là nếu gãy cần cầu phải đền. Xong ra nhớ các cụ nhà mình còn bắt đền cái đầu ngoài sân kia vỡ chứ. Thế là giả 5 tấn xi 5 tấn xi không biết, nhưng mà thôi thì biếu các cụ 5 triệu. Thí dụ như thế đấy, đấy là nói thật. Nhưng mà thôi để bảo, nhưng mà rất là dễ dàng chứ không gây khó khăn gì cả. Vì có được cái vinh quang. Vì có lấy được ra thì cũng chi phí anh em nó đưa đến đây cũng đều bằng tiền. Thật với cha ra là mình đi làm nghề kinh doanh, anh em nó đi tìm nguồn. Thì thật sự ra thì chi phí cũng rất lớn. Nhưng mà cũng, nó cũng ra được ít trăm triệu thôi. Nhưng mà thời không phải là cây xanh này là mua cái cây núc rừng là thuộc dạng nhiều tiền đấy. Và hôm nay về thế này, tức là cả cái chương trình trước thì làm rất dài. Và tí nữa là có khả năng đã gửi cho cha xem về cái phát trên YouTube được mấy lần rồi. Thế nhưng mà nguồn gốc thì xuất xứ thì mình muốn làm xây dựng để cho một tác phẩm nó thật sự là có giá trị. Đèn đấy, mà sang cái mảng cỏ mà đánh đi lún lên nát nát rồi, bây giờ lún lại còn hình lại đúng cái gốc cây. Đấy, các chú ra xem quay lại đúng cái gốc cây ngày xưa. Theo tọa độ là nó vào khoảng này. Đấy, bức tường đây. Trước này cái tường hoa. Đấy. Cao lên xong là cẩu với sang. Đấy, và vị trí đây. Khi ta đánh đi là mười mấy năm các cụ lát lại nhưng mà hắn bị lún. Hắn bị lún, bây giờ lại là ôn lại đúng cái vị trí này. Tám là một, chúc mừng anh Vinh nữa này. Anh Tám thì làm ra mà anh Vinh thì sửa sở hữu này. Ok. Vâng. Phát tay này. Ok. Hai quá. Tổng kết lại các số mà mình đã kể cho anh em song hành với mình trong mấy ngày qua, đó là lơ sinh ra của tác phẩm, những nghệ nhân đã làm nên tác phẩm, những câu chuyện, những cái điều mà tại sao nó lại có cái tên là Thiên Địa Nhân, và rất nhiều những cái câu chuyện ý nghĩa đằng sau đấy. Có một thứ mình đúc kết được lại đấy là dư luận. Dư luận có thể khiến chúng ta cảm thấy happy, nhưng cũng chính dư luận không đúng đã làm cho những cái câu chuyện đưa đẩy đi theo một cái hướng không hề tích cực. Như mình được biết, cả hai tác phẩm đó là Thiên Địa Nhân Tụ Hợp và Tiên Não Giáng Trần. Điều thú vị ở đây đó là không hề xuất hiện người chủ nhân có nói về các con số 50, 30, 10 hay 100 tỷ. Tất cả chỉ là những cái thêu dệt bởi những cái ý kiến cá nhân. Một điều thú vị rằng các chủ nhân của cái tác phẩm này thì đều không hề nói rằng họ có ý mong muốn chuyển nhượng những cái tác phẩm này. Những cái điều đó thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ không thể tránh khỏi ở một cái cộng đồng, một cái xã hội này đâu. Nhưng công tâm mà nói thì tác phẩm có đẹp, có xấu, có to, có nhỏ, có giá trị lớn hay giá trị nhỏ. Cá nhân mình khi đánh giá một tác phẩm nó có những cái gì thì theo các bạn khai thác từ đâu? Với cá nhân mình luôn luôn đánh giá theo một cái chiều hướng khách quan, đó là cái vẻ đẹp của một người bình thường khi nhìn vào cái cây. Anh em có thể thấy rằng nếu một người bình thường mà khi nhìn anh em chúng ta chơi những cái cây 5 triệu, 3 triệu hoặc số tiền lớn hơn 50, 70, 100, thậm chí là 1 tỷ, có những cái comment có thể nói chúng ta rằng có đun được nồi bánh chưng hay không, đúng không ạ? Chính vì vậy cái nhìn về môn chơi nghệ thuật này, cá nhân Chiến đánh giá qua 3 vị trí khách quan. Thứ nhất, một người bình thường. Một người bình thường thì chỉ cần đẹp, chỉ cần sạch sẽ, chỉ cần trang trí vào cái không gian đó khiến họ cảm thấy thỏa mãn, như vậy là đẹp rồi. Cái đẹp trong mắt những người đang chơi và đang sưu tầm, đang có những sản phẩm rồi, thì cái tiêu chí này nó khắt khe hơn một chút. Có lẽ rằng chúng ta phải xác định được cái gu chơi, cái style chơi, cái phong cách chơi và những cái điều kiện mà
khí hậu nó phù hợp với những cái tác phẩm, những cái nguyên liệu mà anh em đang xây dựng. Cái đẹp thật sự còn được đánh giá cao hơn bởi những người đã tự tay xây dựng lên những tác phẩm và rất nhiều những cái chủng loại mà họ đã được xây dựng từ những cái phôi trở thành những tác phẩm mà đang hiện hữu trên thị trường. Ngày nay xã hội công nghệ phát triển khiến chúng ta xích lại với nhau gần hơn, có cái nhìn với nhau ok hơn. Song hành với đấy, mình nghĩ rằng là dù nó có đẹp, nó có xấu, nó có như thế nào đi chăng nữa, thì cái tính nhân văn, những cái tính con người ứng xử với nhau thông qua thực tế, thông qua mạng xã hội, thông qua những cái hành động, những cái việc làm ý nghĩa mà họ đã đang và sẽ xây dựng được lên, nó có thể là giúp ích được cho những người đang cần những cái sự giúp đỡ. Nó có thể là những cộng đồng, những người đam mê nghệ thuật. Và cũng có thể là đơn giản chỉ làm tốt nhất những cái việc mà mình phục vụ được những người thân yêu của mình. Cái bài học là mình rút ra được rất rất nhiều trong vài ngày qua. Cái điều thú vị hơn nữa, đấy là mình luôn luôn đồng hành với những anh em, những người mà trước giờ vẫn đang muốn xây dựng cái bản thân, xây dựng cái những cái nguồn thông tin nó chính xác, nó hữu ích đến với anh em. Và thôi, trước khi kết thúc cái video này, mình muốn gửi lời cảm ơn đến toàn thể anh em, những người đam mê cây, những người đang chơi cây, những người đang xem những cái thước phim này. Một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng chung tay nhau xây dựng lên những cái cộng đồng, những người đam mê nghệ thuật, và cùng nhau đóng góp những cái ý kiến một cách chân thành để giúp nhau cùng nhau phát triển hơn nữa nhé. Một lần nữa, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những thức phim tiếp theo.